Chương trình đào tạo thạc sĩ cấp cao EMBA của Đại học Quản trị Paris Pháp BGSM do Viện Đào tạo Quốc tế IEI trực thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh vận hành là một trong những chương trình học đặc biệt thiết kế riêng cho các nhà lãnh đạo và quản lý doanh nghiệp. Chương trình đã thu hút và quy tụ được một cộng đồng những doanh nhân, nhà lãnh đạo, quản lý hiện đại trên nhiều lĩnh vực khác nhau, cùng học tập và học hỏi lẫn nhau để đưa doanh nghiệp vượt qua mọi thách thức, bắt kịp xu hướng kinh doanh mới nhất của xã hội phát triển. Tôi bắt đầu học khóa học này nó muộn hơn so với những người khác. Chính vì vậy nên là khi tôi đã phát triển ở một cái vị trí tương đối cao thì khi tôi đi học, tôi đã mở ra được rất nhiều những cái cơ hội mới và cho thấy một góc nhìn rộng hơn về toàn cảnh của doanh nghiệp, nhìn thấy cái mức ứng dụng cao hơn của cái nghề nhân sự đối với lại doanh nghiệp. Và chính vì vậy nên tôi nghĩ rằng là tôi còn tiến xa hơn trong cái chặng đường nghề nghiệp của mình. Chương trình BCSM không phải một mình ông chủ, một mình ông giám đốc học mà cả một tập thể cùng học. Tại vì những cái môn học về thì tôi để đưa đến tất cả các cán bộ, các phòng ban chuyên môn của họ cùng tôi để mà tham gia vào những cái chương trình đó. Tại vì một cái môn học của chúng ta đó là giống như là một cái chương trình để mà báo cáo tốt nghiệp vậy. Cấu trúc của chương trình khá đặc biệt. Vào thời điểm đầu tiên, tôi được khái quát các kiến thức đã có và được thực hành trong các trường hợp cụ thể, các case study, mà đó là điểm mạnh của tôi. Khi thực hành các case study này, tôi phát hiện thấy nhiều điểm mà mình chưa có kiến thức để giải quyết, và đó là thời điểm các thầy cho tôi cái hướng dẫn và chuyển giao các kiến thức. Sau khi học xong chương trình của VZM thì kế hoạch của anh là sẽ giao lưu đối với những cái khóa học khác của VZM cũng như là giao lưu với các khóa học mà anh đã học từ trước đây, tạo ra những cái club cũng giống như là những cái nhóm bạn để cùng nhau trao đổi công việc cũng như tìm hiểu những công việc sắp tới. Đại học Quản trị Paris Pháp là một trong những trường đại học sở hữu chứng nhận Grace Master, sự công nhận cao quý tại Pháp về đào tạo cấp bậc sau đại học. Với nền tảng giáo dục vững chắc, BGSM đã trở thành đối tác của hơn 5.000 công ty, 100 trường đại học, 400 giáo sư đầu ngành cùng mạng lưới hàng chục ngàn sinh viên, cựu sinh viên trên toàn thế giới. Đây chính là cơ hội quý giá để học viên của BGSM có cơ hội được học tập ở môi trường chuyên nghiệp và thực tế nhất trong lĩnh vực quản trị kinh doanh.